Bên giám định các anh chị giải quyết thêm về những phần lĩnh vực. Thì có một cái ông giáo sư nghe trang viết một cái cuốn sách, cái người là đầu tiên tiếp xúc với là liên hệ với phần rất là dễ hiểu, giống như cuốn truyện tranh. Tôi phép tôi sẽ lấy cái sách đó tôi dịch để tôi nói với các anh để cho nó dễ dàng. Nhưng các chị đã biết thì trong cái trái đất này chúng ta có cái cực nặng, không phải là trái đất là cái từ trường, thì cái độ lớn từ trường của trái đất trung bình đó là từ 25 tới 65 grau. Còn cái máy mà tổng lượng từ của chúng ta sẽ tính bằng cái tét la, thì một tét la như vậy đó tức là nó bằng 1 triệu grau, tức là 10^6. Thì như vậy thông thường một cái máy 100 tét la thì thấy cái độ lớn từ trường nó gần gấp 1 triệu lần cái độ lớn từ trường trái đất. Do vậy cái độ lớn từ trường là cao, thì máy không từ nó rất nguy hiểm cho những cái vật dụng bằng kim loại có thể hút nguyên cái xe đẩy của nhân đang ngồi trên cái xe lăn bằng sắt và đẩy vào vòng phân tử thì sẽ hút cả bệnh nhân bay vào trong máy. Những cái việc đó ngoài ra những cái kim loại mà bệnh nhân đặt kim len những cái vào người như viên của răng, của tim, stent về sau này đó thì người ta các cái nhà sản xuất họ chế ra những cái dụng cụ để đặt vào trong cơ thể con người, đa phần nó tương thích với cái phòng tử, nghĩa là nó làm bằng một cái kim loại thông thường đi tay, thì cái đó nó không có tự tin. Lúc trước có những cái bệnh nhân mà một tim mà mười mấy 20 năm về trước khi mà thì những cái dụng cụ đặt trong cơ thể bệnh nhân không có tương thích, cái liếc mổ nội khẩu là không có tương thích với động từ, nên thường là những cái chống chỉ định. Nhưng mà về sau này thì các cái hãng đã chế ra những cái dụng cụ có thể sau khi đặt vào trong cơ thể người có thể chụp động từ được. Thì các anh chị biết rồi, thì trong cái cơ thể con người ta đó, đa phần là 90% nước. Nước thì trong cái phần thì nó có cái nguyên tử hydro, thì dựa vào cái điều đó cái nguyên tắc phòng tử ta sẽ thu tín hiệu từ cái nguyên tử hydro. Thì bây giờ một cái hình cầu như thế này, người ta vẽ tượng trưng cho một cái nguyên tử hydro trong cái cơ thể của con người. Thì với cái nguyên tử hydro như thế này, khi nó nằm ở trong một cái môi trường mà tự nhiên có cái từ trường của trái đất thôi, vì cái từ trường nó rất là thấp nên cái nguyên tử này nó sẽ quay đa hướng, không có theo một cái quy luật nhất định. Nên có thể nguyên tử này đặt đầu ở đây, nguyên tử này quay bên trái, nguyên tử này quay bên phải. Thì vì cái sự quay vô luật lệ như vậy đó, ta mới gọi cái đây là spin. Thông thường là dịch ra cái tiếng Việt mình gọi là spin, dịch ra cái gì thì nó là cái hiện tượng lắc lư, tức là nó không đơn thuần không phải quay cố định theo một trục mà nó quay cả 3 trục trong một giây. Lắc lư theo 3 chiều thì người ta sẽ sử dụng, người ta không biết nhìn như thế nào, người ta dùng cái từ spin, từ nguyên bản tiếng Anh để chỉ cho một cái hình cầu như thế này hay là một nguyên tử hydro. Vậy thì muốn cái những cái nguyên tử này nó quay theo một cái trật tự nhất định thì chúng ta có được một cái cường độ tín hiệu cho nó lớn lên, nó cao lên, chúng ta phải suy nghĩ tìm cách như thế nào để cho cái nguyên tử vô luật lệ về cùng, tức là theo cái hướng thành đó, ta đặt những cái nguyên tử này vào trong cái tường trường. Ta nghiên cứu cái này thì đặt vào cái tường trường lớn đó, giống như cái máy cộng nguyên tử đó, là những cái máy thế hệ cũ, là những cái máy mà tường trường mở nó nhỏ hơn một cái lạ. Còn sau này cái máy mà tường trường gọi là tường trường cao là 2 view thì nó lớn hơn một cái lạ. Thì ta thấy với cái tường trường lớn đẳng cấp 1 triệu lần của tường trường trái đất như vậy, thì những nguyên tử này nó đi theo, tức là nó chỉ đi theo 2 hướng nè, một hướng với những nguyên tử hydro mà nó mang mức năng lượng cao thì nó sẽ đi ngược hướng với lại cái đường trường chính, còn những nguyên tử hydro nó mang mức năng lượng nó thấp thì nó đi cùng hướng với cái, nó có cái hướng cùng hướng với lại cái hướng của đường trường chính, thì nó chỉ còn có 2 hướng, nó không lắc lư vô được lại như lúc. Cái điều này sẽ giúp chúng ta như thế nào và để thu được cái nào? Anh chị thấy người ta minh họa rất là dễ hiểu.
bằng chân. Cái điều này giúp chúng ta dễ hiểu rằng khi những cái nguyên tử trong cái tự nhiên đó, những cái nguyên tử nào mà nó có cái mức năng lượng cao, thường số lượng nó sẽ ít hơn những cái nguyên tử năng lượng thấp, nghĩa là hydro trong cơ thể người năng lượng cao sẽ thấp hơn. Do đó người ta vẽ những cái người như thế này, chỉ có ba những cái người đi bằng chân bố. Đi bằng chân thì dễ dàng rồi, đó là điều tự nhiên, đó là những cái mình sử dụng rất ít năng lượng thì đó, nó tượng trưng cho những cái nguyên tử năng lượng thấp. Còn cái đi bằng tay thế này, ta phải dùng sức rất là nhiều, tượng trưng cho những cái nguyên tử có mức năng lượng cao. Nên các vị nhìn cái hình này sẽ nhớ là cái nguyên tử nào mà nó năng lượng cao thì thông thường nó tượng trưng ít hơn mức năng lượng thấp. Đây là cái minh họa cho một nguyên tử quay theo đa hướng nha. Thì khi mình đã đặt vào trong cái từ trường chính nè, có hai nhịp nam bắc, cái từ trường này giúp cho định hình cho cái nguyên tử này nó chỉ còn quay theo hướng theo đúng cái trục của từ trường. Thì cái tần số quay xung quanh trục này là gọi là tần số là con. Thì tần số là con tính công thức là cái độ lớn của từ trường chính v là độ lớn của từ trường chính nhân với một cái hàng số ghi cô. Hàng số ghi cô là hàng số cố định. Đề là thay là quyết định theo độ lớn từ trường. Ví dụ như chúng ta có máy 0.5 tesla hay là 1 tesla rồi 3 tesla v.v. thì như vậy khi mà với công thức này thì chúng ta nhìn thấy khi đặt một cái con người và trong cái máy từ trường như thế này, cái độ tesla lớn tức là cái mức cái máy mà từ mà càng cao về độ tesla thì chúng ta thấy cái quay cái độ quay của cái spin này xung quanh cái trục của từ trường càng lớn. Thông thường một cái nguyên tử hydro nó sẽ quay khoảng 42 triệu lần trên một giây, nhưng mà trong tự nhiên anh chị biết rồi, cái không gian là không gian 3 chiều thì nó không thể nào mà nó chỉ có theo một chiều của chúng ta là chiều từ trường cũng được. Thì khi đặt cái nguyên tử vào trong cái từ trường thì các chị thấy mình đã nói lúc nãy là nó sẽ đi theo hai hướng, là nhờ cái từ trường nó giúp cho định hình cái spin này. Thông thường thì những cái spin cùng hướng với từ trường là năng lượng thấp có rất là nhiều ha, nhiều hơn những cái spin mà ngược hướng với từ trường là do nó có năng lượng cao, nó thường là đây là cái hướng từ trường theo cái trục chất. Chúng ta thấy cái mũi tên màu đỏ vẽ nhiều hơn so với mũi tên màu đỏ ngược hướng. Chính vì cái điều mà có những cái spin ngược hướng và cùng hướng thì bản thân khi mà chúng ta tính cái mũi tên từ đó cái ở phía trên cái cái này là chỉ tiêu lẫn nhau, thì thông thường á khi cái độ ta tính cái tơ tổng từ cái chỉ biết rồi thì có những cái nó song song, xin lỗi, nó đối với nhau như thế này nó sẽ chỉ tiêu ha. Còn cho chúng ta có cái độ, chúng ta có số lượng spin mà quay theo hướng từ trường nhiều, do đó chắc chắn thì theo cái chỉ tiêu xong rồi thì cái này mất hết, vậy cho nên chúng ta sẽ còn nhiều hơn. Thì cái này nó chỉ tính cái tơ tổng từ thì cái tơ tổng từ chúng ta sẽ đi theo cái hướng theo cái chiều từ trường. Đây là hình ảnh minh họa. Sau khi anh chị thấy cái những cái chúng ta tính tơ bằng từ thì do động chỉ tiêu tự nhiên nhau thì những cái spin có cái mức năng lượng thấp hơn cùng với từ trường còn lại còn ở dưới này thì những mức năng lượng cao thì nó là chỉ tiêu hết. Đây cái tơ bằng hoàn chúng ta tính bằng tơ bằng từ này từ trên những cái vector này cho đến cái hướng của từ trường chúng ta gọi là tơ bằng hoàn. Điều này á, anh chị thấy rằng khi chúng ta có một cái vector từ mà nó cùng hướng với lại cái vector từ mà nó cùng hướng với từ trường như thế này á, cái điều này nó nói đến cái gì? Anh chị nhìn vào hình ảnh, nó giống như cái việc đó khi chúng ta bơm nước từ cái trong một cái lu chứa hay là một cái nghe, chúng ta bơm ra một biển á. Cái điều đó vô nghĩa, chúng ta không có thấy nó không có đáng kể gì, cái lượng nước không đáng kể gì so với cái đại dương mênh mông như thế này. Chỉ khi nào chúng ta làm cái điều ngược lại, tức là từ cái lu cái bể hay là cái ghe của chúng ta bơm được nước trong cái xô cái chậu ở một cái chỗ khác không có nước, thì cái điều đó giúp chúng ta thấy được là cái việc này nó có nước cái điều quan trọng nó tốt ha. Thì cái điều đó mới là khi cái vector từ này nó nằm cùng hướng với từ trường, giống như đem nước ở một cái sông với bể không có đáng kể gì cả, thì nếu nó nằm như thế này chúng ta sẽ không thu được tín hiệu.
hướng khác để cho những cái vị trí khác nó cũng không có cùng hướng với cái tên ung thư, chúng ta sẽ thu được tín hiệu. Thì để làm được điều đó đó, chúng ta người ta phát minh ra cung cấp cho cái những cái spin, những cái nguyên tử hydro một cái mức năng lượng, cung cấp năng lượng bằng một cái sóng nghe rất nhẹ, tức là radio frequency, tức là cái sóng mà chúng ta thường hay nghe radio đó có tần số 99 MHz, giống như là FM đó. Thì ở đây cung cấp được một cái sóng nghe rất nhẹ cho một cái spin, nó dùng cái mức năng lượng ta đòi hỏi cái sóng này nó phải cái tần số nó phải cùng tần số quay với cái spin, giống như là nói là tần số lần con của cái nguyên tử hydro quay 40.000 triệu lần trên một giây. Thì chúng ta cần cung cấp một sóng FM có cùng với tần suất. Tại sao phải làm như vậy? Bây giờ cái điều nhìn lên chân này, giống như chúng ta có một cái spin là xe số 5, chúng ta đang chạy như thế này với một tốc độ như thế này, thì chúng ta muốn tiến cái mức năng lượng này, từ cái bánh này nhiều năng lượng, ta muốn tiến được cho cái xe xe số 8 nó chạy cùng vận tốc với xe số 5 song song như thế này, đưa nhau rất là dễ dàng ngang. Còn để tiếp năng lượng mà xe số 5 xe số 8 chạy cái vận tốc khác nhau thì chúng ta phải làm điều giống như là ngắt xì xiết và luyện cái miếng bánh thế này, chắc chắn nó sẽ không có tiếp thu được năng lượng. Cái điều đó nói lên chính là dễ nhớ là khi cung cấp một cái năng lượng cho sóng cho spin đó cho micro, chúng ta phải có một cái sóng nghe rất đẹp cùng tần số quay với là spin. Rồi khi mà cái spin đó nó nhận được cái năng lượng từ cái sóng RF thì cái chuyện gì nó sẽ xảy ra? Khi sóng RF được tái thì chị thấy vào trong những cái spin mà có mức năng lượng thấp đó, chúng ta đã trình bày đầu rồi, thì những cái mức spin có năng lượng thấp này khi nhận thêm năng lượng nó sẽ thành những cái spin có mức năng lượng cao. Lúc đầu nó đạt chỉ tiêu rồi, bây giờ nó lại xuất hiện thêm các cái spin có cái mức năng lượng cao, thì mức năng lượng cao nó sẽ làm cái spin nó quay đầu nó đảo chiều xuống một hướng để tiếp tục, thì chúng ta lại xuất hiện lại những cái spin năng lượng cao. Những spin năng lượng cao này nó vô tình lại triệt tiêu thêm nữa một số cái spin mà mức năng lượng thấp nữa, thì cái vector từ chúng ta từ cao như thế này nó sẽ tạo thế là sau khi chúng ta phát xung như thế cái cung cấp năng lượng thì vector từ chúng ta sẽ bổ xuống từ cao như thế này thì bổ xuống, tại vì những spin mức năng lượng thấp ở đây nó đã đảo chiều thành năng lượng cao rồi, nó triệt tiêu thêm một số nữa. Đây, cái hình này cho các bạn thấy là khi chúng ta cung cấp cái sóng nghe là F trên spin. Rồi, tới đây thì chúng ta vẫn chưa có thể nào thu được cái điều này. Thì như tôi đã nói rồi, trong cái không gian của chúng ta là 3 chiều chứ không phải là 2 chiều. Mặc dù chúng ta đưa vào trong cái từ trường chính, chúng ta cố gắng để định hình cho những spin này quay theo cái trục trục chất được. Nhưng về mặt tự nhiên nó có trục tích trục vi, thì những spin này ngoài việc nó quay, tức là nó quay đa phần là nó quay theo cái trục của cái từ trường rồi, nhưng mà có một số nó cũng lắc lư quay theo cái trục của mặt không gian khác, tức là trục vi. Thì để cho những cái như tôi nói rồi, để thu được cái tín hiệu thì chúng ta phải đổi hướng và đổi hướng từ trường, chúng ta đổi qua cái trục tích đổi qua hướng nằm ngang. Thì để làm được điều đó, chúng ta lại cung cấp một sóng nghe rất đẹp để chúng ta đánh cho những cái xô nào nó không bị triệt tiêu nó còn đó, thì nó sẽ tụ pha lại. Các bạn nhìn thấy tụ pha là gì? Bây giờ những spin đó, nó cứ lắc lư quay như thế này, nó có 5, 6, 7 cái quay cùng như thế này đó, cần phải có năng lượng. Năng lượng đó thì chúng ta sẽ cung cấp trong cái RF. Thì nói thì khó hiểu, những cái nhìn đây giống như chúng ta có một chiếc tàu chở rất là nhiều người, thì những cái người này đó đứng đang bật đứng một cái hướng vô dịch tử cái chiếc tàu thì nó không có hiện tượng gì xảy ra. Nhưng khi có cái con cá làm xiết thì mọi người đều dồn về một khẽ bên trái hoặc là bên phải và tính chiếc tàu sẽ nghiêng, thì cái điều đó chúng ta có thể nhận thấy được. Tức là điều này giúp cho chúng ta có thể ghi được hình ảnh, tức là những spin khi mà nó quay, những spin khi mà nó quay lộn xộn ở trong cái từ trường trong không gian như thế này, chúng ta không có thể nắm thu được. Chúng ta có thể nó tụ lại, nó tụ pha lại, đám như thế này, giống như nó nằm vậy.
biến bệnh nó sẽ lập tức có sự khác biệt. Đó thì khi ta tập sốc ra lẽ nó sẽ tụ pha lại, nó tụ lại cái xung lẻ thôi, nó sẽ tụ lại thành một trùng như thế này. Thì khi nó tụ pha như thế này thì chúng ta có được một cái tên từ trên mặt nằm ngang để chúng ta cung cấp sốc lẻ để khi nó tụ pha. Thì cái điều này, cái tên này nó không có cùng hướng với lại tượng trường, nó phải hướng khác rồi. Điều đó giúp cho chúng ta phải thu nhận được tín hiệu. Thì điện thì sinh từ sinh điện, tường dường của chúng ta sẽ thu nhận được và nhận cái thông tin cơ đến của chúng ta. Chúng ta sẽ biến cái tín hiệu từ này thành cái tín hiệu điện. Thì từ cái tín hiệu điện đó chúng ta sẽ cho ra cái nhận phân tích của chúng ta, chúng ta có thể phân tích. Thì thật sự ra để nói, để hiểu được nó thì rất là khó hiểu. Nên nhờ những cái thông tin của hạt này thì có thể xem hay để nhớ là những cái điều tổng quát thì tôi sẽ trình bày về mặt cơ bản của ngôn từ. Chị biến làm thế nào cũng có được cái thành phẩm từ, nó không có giống với là chụp tia, là chúng ta cắt tia, chúng ta không có cái gì đó, cái tia là nó quay ra, chúng ta thu nhận nó khác, không có giống với siêu âm, cái gì chúng ta cho sóng siêu âm và nó sẽ quay trở lại, thì chúng ta thu nhận. Còn cộng từ là một nguyên tắc quay khác. Rồi thì cái gì thường hay coi cộng từ đó thì hay nghe bác sĩ chẩn đoán hình ảnh chuyên về phim MRI cụm từ, ta hay dùng có những cái thuật ngữ giống như là hình T1, hình T2, TR, TR dài, TR ngắn, thì những cái đó là những cái cơ bản. Nên tôi sẽ trình bày cho chị biết, ví dụ mình coi hình T1 là cái gì, T2 là cái gì. Thông thường đối với những cái bác sĩ không có chuyên về hình ảnh thì tôi hay nói, tức là những cái hình nào anh chị gắn lên mắt anh chị nhìn thấy cái lớp mỡ dưới da. Nó sáng mà cái nước của dịch thuật tự nhiên hay là cái gì mà chúng ta thấy là dịch đó, cũng như là thủy tinh thể này hay là dịch thuật tự nhiên này hay là dịch nên là thủy cuộc sống này, nó cũng có tín hiệu sáng luôn và cái lúc mà nó sáng luôn thì cái hình đó là hình T2. Còn cái hình T1 là những cái hình mà chúng ta thấy cái tín hiệu mở cũng sáng ha, nhưng mà nhìn lại tín hiệu dịch trong những cái chỗ dịch tự nhiên đó, như thủy tinh thể là tôi nói đó, nó có tín hiệu thấp tức màu đen đó, thì đó là hình T1. Cái điều đó là nói dễ hiểu, nói cho những bác sĩ là lâm sàng là dễ dàng, nhưng mà bây giờ mình phải nói thẳng, mình phải biết đến thế nào là sao là T1 và thế nào là T2. Chúng ta cung cấp cái năng lượng giúp cho những spin đó nó biến đổi cái mức năng lượng, từ cái sự biến đổi cái năng lượng đó thì nó thay đổi là giúp chúng ta thu hiệu để có hình ảnh. Thì tới một lúc nào đó chúng ta cũng phải tắt đi cái nguồn cung cấp sóng RF thì cái chuyện gì nó sẽ xảy ra. Khi này tắt đi thì chúng ta không còn cung cấp cái năng lượng cho những cái spin cơ thể của người là hình tử thì cái hiện tượng tụ pha nó không còn, những cái nguyên tử nó quay đi, nó cùng quay về hướng cái năng lượng pha là từ nằm ngang vào đầu nó là pha đi thì bắt đầu nó quay từ từ những cái nó nhả cái năng lượng ra thì bắt đầu nó sẽ quay vô lỗi, nó sẽ quay một quay mặc dù nó quay đều là quay đều theo trục đó, vô lối một pha về một bên với những hình chữ tăng. Các anh chị thấy là những cái con người đó họ không còn xem cái cá chiếc, họ sẽ phân tán đều trên chúng ta, chiếc tăng nó sẽ trở về căn bản trở lại, là chúng ta không thể nhận biết cái gì bất thường xảy ra. Thì cái này cũng vậy, chúng ta tắt cái năng lượng đi, cái nguyên tử này bắt đầu quay trở lại trạng thái ban đầu. Thì cái chuyện mà ở lại trạng thái ban đầu như thế đó ta gọi là cái thời gian phục hồi, tức là phục hồi lại trạng thái ban đầu. Tiếng Anh gọi là regression, tức là phục hồi lại thì tính năng, tức là thời gian. Đó là viết tắt của cái việc cái thời gian phục hồi là những cái ban đầu, là viết tắt gọi là TR. Thì từ cái TR này đó, sau này chúng ta phải có cái T1, T2. Nó bị nhớ thời gian phục hồi là TR, viết tắt của tiếng Anh. Thì cái thời gian phục, cái trong cái không gian chúng ta có 3 chiều, thì cái trục dọc của chúng ta đó là chiều và cuộn hướng tương đương. Cái trục theo cái hướng tự trường đó, thông thường thì hồi theo cái hướng cái chiều dọc đó nó sẽ có thời gian rất là dài, tại vì cái độ lớn tự trường, cái mức năng lượng lớn tự trường, thời gian để nó phục hồi trở lại phía dưới đầu thì thời gian nó dài nhất. Thì đây là cái hình vẽ của cái biểu đồ phục hồi của những spin theo cái trục dọc. Thì cái trục dọc
chim phải đề một cái khác thì xem là máy tính là khi chúng ta biết chữ L là cái giống, là giống số 1 ha. Từ đó nó có cái tên gọi là tề một luôn, mà không phải Việt Nam chế đâu nha, cái này là Mỹ. Từ đây có cái T là thời gian của họ theo chiều dọc những speed, mà có cái chữ L là ở trong máy tính giống số 1 đó, người ta quy định là tề một. Thì có tề một thì người ta sẽ có tề hai ha. Vậy tề hai là gì? Tề hai là như tôi nói đó, cái vấn đề nó không phải phù hợp theo chiều dọc công, nó có vấn đề phù hợp theo chiều ngang nữa. Phù hợp theo chiều ngang thì cái việc đó sẽ xảy ra trước, tức là nó xảy ra sớm, tại vì ngang khi chúng ta ngừng cung cấp năng lượng cho lối sống nhanh đẹp thì lập tức những cái speed nó sẽ làm tan, tức là nó sẽ không có được cái năng lượng, nó sẽ bắt đầu phù hợp theo chiều thẳng ngang trước, rồi sau đó nó sẽ phù hợp theo chiều dài dọc sau, cho nên tiếp là phù hợp theo chiều dọc thì là thời gian lâu được mới chịu bài. Còn thời gian của mọi chiều ngang thì chúng ta là trên show, tức là cái chiều ngang thì sai nó là show, nghĩa là ngang chữ T, ngang thời gian TT. Thì TT thì đã có T1 rồi, thì TT nó gọi là T2, nhưng chẳng qua nó có ngay chữ T. Đó là cái điều mà chị dễ nhớ, nếu chị không có biết, không biết là sao T1, T2. Rồi anh chị sẽ hỏi, ủa T3, T4 cũng định có không? T2 là do từ viết tắt của thai trên về show. Hai chữ T, T1 là do chữ L giống số 1 T1 ha. Thì đây là cái biểu đồ và đường cong, đây là cái phục hồi theo chiều dọc đó, thời gian nó mất thời gian lâu. Phục hồi theo chiều ngang nó có biểu đồ này thì thời gian nó nhanh hơn. Thì để nhớ những cái điều đó đó, người ta vẽ hai cái biểu đồ kế nhau thì nó có cái hình giống như thế này. Giống như một cái người trực tiếp đó, ở đây là đi lên dốc, ở đây là đổ dốc xuống, thì lúc này đi lên dốc đó, lâu anh đi lên leo dốc lâu, còn đi xuống thì nó dễ dàng hơn, cho nên là về tay ngang lúc nào cũng nhanh hơn thêm một cái phục hồi về chiều ngang nhanh hơn, phục hồi về chiều dọc chậm hơn. Thì ta đưa ra một cái số cần những cái tay một tay hai là gì, người ta tính bằng mili second, tức là mili giây, tay một tay hai tượng trưng cho một số. Chưa được 1 giây thì là T1 nó, những cái spin này nó phục hồi thì trạng thái ban đầu 60%. Điều này có nghĩa là khi chúng ta ngừng phát sóng RF chưa được 1 giây khoảng chừng 2000 mili giây thì sẽ có được 65% spin nó trở về trạng thái ban đầu. Rồi thì thông thường để nhận biết T1 và T2 như tôi đã nói là tại vì phải vô mở với lại nước thì thông thường nước đó, thì nó có cái thời gian T1 và T2, thời gian phục hồi nó dài hơn là so với thời gian mở. Thì để nhớ những chuyện này, các chuyện rất là dễ lộn, cái nào dài, cái nào ngắn, cái nào ngắn, cái nào dài, dễ lộn. Thì những cái hình ảnh của giáo sư thai cũng rất là hay. Ví dụ như ta nói là nước là gì, nước là liên quyết, và giống như người ta tượng trưng như một người uống rượu đi, vô trong ba vui và nhà cầm rượu uống thì thời gian uống rượu nó chặt chặt, còn vui vẻ nó sẽ kéo dài. Còn so với cái người fast food, họ đi mua đồ thì họ ăn fast food là mở, fast food thì họ phải lấy đồ nó lẹ đi nhanh, thì do đó cái thời gian T1 T2 của mở nó ngắn, còn thời gian T1 T2 của nước nó dài. Thì các chị nhớ những cái như thế này, mọi người đi nhậu cũng đi vô bar chơi uống nước uống bia lâu, đó là những cái phần cơ của mình cũng từ từ làm sao có T1 T2. Thì các anh chị biết rồi, cho tới ngày hôm nay nó từ nó phát triển gần hơn 30 năm. Thì ngoài cái chuyện T1, T2, rồi TR, rồi spin echo thì nó phát triển rất là nhiều rồi. Chúng ta còn rất là nhiều, nhưng mà chuyện này sẽ nói ở cái lớp cho nó phát triển ra những cái chuỗi xung ngoài spin echo, có T1, T2, và spin echo nó phát triển ra những cái chuỗi xung rất là đặc sắc, rất là đặc biệt, giúp chúng ta làm những hình ảnh phản ứng từ sau này nó có màn hình lên, nó gọi là phản ứng từ chức năng nữa, nó tìm nó thấy được chức năng luôn chứ không phải những giải phẫu đâu. Ví dụ như chúng ta chụp cái cốt gối đi, cốt vải chúng ta thấy được dây chằng, mà chúng ta thấy được sụn thì đó là cái cấu trúc giải phẫu, khi rách sụn nó đứt dây chằng, chúng ta thấy được đó là cấu trúc giải phẫu. Còn ở những cái người ví dụ gọi là phản ứng từ chức năng, ví dụ như là những cái người bị thói quá khớp ở giai đoạn sớm về mặt giải phẫu chưa thay đổi gì hết, cái giai đoạn đầu của cái việc thói quen lớp muốn nó diễn ra mỏng thì cái lớp sụn đó đầu tiên cái lớp sụn nó bị khô, khô nghĩa là nó mất
nước đi, thì để như thế nào để làm sao nhận biết mất nước, thì cộng hưởng từ nó có những cái nội dung đặc biệt, có những cái phần mềm máy tính để phân tích, để cho ra những cái màu sắc mà như thế nào biết được cái độ nước ở trong cái sụn nó còn nhiều hay là còn ít, hoặc là nó tiêm những thuốc tương phản đặc biệt vào trong cái mạch do bờ ven ấy, thì nó sẽ đi tới cái sụn như thế nào. Thì cộng hưởng từ đó là cộng hưởng từ chức năng về mặt mình thể, về mặt thể cũ không hay nó có gì cả, nhưng mà về mặt chức năng nó thay đổi và chúng ta giúp cho mình đón sớm một số bệnh lý thì về cơ thì nó sẽ cơ. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu với lần lượt đầu tiên giới thiệu về cái cộng hưởng từ giải phẫu cho các vị xem và biết, sau đó sẽ nói về cộng hưởng từ chức năng. Thì đây các chị thấy đây là một cái hình ảnh cộng hưởng từ của vai, thì như tôi nói này, hình ảnh T1, T2 như là T1 thì đã nói rồi, chúng ta bật cái lồng ngực dưới da ha, cái mở dưới da sáng này. Cái hình thông thường cho cộng hưởng từ khớp đó thì cái protocol cho cộng hưởng lúc nào chúng ta phải phát sát, tức là cử đi mở tự nhiên để chi vậy, tại vì cái xương đó, lúc nào có cái tủy đỏ với cái tủy mở, mà đa phần cái tủy xương của mình đó là cái tủy mở, thì do đó những cái bệnh lý mà về xương đó, nếu chúng ta thấy mà cái mở đó thì khi T2 đó nó cũng sáng luôn, để nó mở mở T1 T2 nó đều sáng hết á, thì lúc đó mở T2 nó sáng thì ra bằng những cái tổn thương trên T2 nó tăng thì chúng ta sẽ không phát hiện được. Do đó khi chụp một cái từ về xương đó thì chúng ta đa phần T2 chúng ta phải cử cái tín hiệu mở đi để cho cái người cái xương nó có tín hiệu thấp đen vui như thế này. Tức là cái tín hiệu này chỉ còn tín hiệu tủy đỏ thôi, cái tủy mở nó bị ta cử tín hiệu đi rồi, nó có những cái phù nề dập xương, những cái gì mà tăng tín hiệu, những cái gì ăn vô thư nó tăng tín hiệu lên trên xương thì chúng ta phát hiện ngay lập tức rất là dễ ăn. Thì do đó chị thấy hình T1 của nó mở là sáng, thẻ ra T2 lúc mở cũng là sáng, nhưng mà hình này không sáng là tại vì người ta đã cử ra, người ta dùng bổ sung phát sát hoặc là intention recovery chặn đi, không có lấy tín hiệu mở tối, chứ lại ra đây là T2 và sáng. Còn đây là cái dịch trong cái dịch của cái khớp vai. Các anh chị thấy là T2 thì bao gồm dịch là nước nó sáng nha, nó mở nó sáng, còn T2, T1 nó mở nó sáng, mà cái dịch tối thì T1. Thì đây là cấu trúc giải phẫu, các anh chị thấy rất là rõ. Đây là cân cơ trên gai, cơ đây là cái phần thiết giáp giữa cân và cơ, cân thì bán cân cái chấm xương bên này. Thì cái thông thường cái độ nhạy để chẩn đoán được rách chấp xoay hay rách cân cơ trên gai đó trên cái hình cộng hưởng từ, người ta thấy cái độ nhạy đó, cái độ nhạy của cái hình T1 đó là cao, tức là nó phát hiện độ nhạy đó cao để chuyên cái độ kiên đó, độ kiên mà nó chính xác đó thì cái hình T2 nó sẽ cao hơn. Do đó để chẩn đoán được rách thì chúng ta thường nhìn T2 trước. T2 nhận thấy gì hình bình thường thì sẽ quay lại nhìn T1 ha. Thì những hình T2 ở đây chúng ta thấy có cái vùng tăng tín hiệu rất nhẹ ở cái bề mặt của quạch dịch, cái gân cơ trên gai chất xoay đó là có 3 cái gân bám trong máu phần lớn là chi tiết rồi. Thì cái thành phần chất xoay này có 2 cái bề mặt, cái bề mặt nó tiếp xúc với lại cái khớp này, cái đầu xương, cái khớp gọi là bề mặt khớp, cái mặt nó tiếp xúc với bao quạch dịch dưới mặt của vai cái chân này. Thì khi các chị mô tả trong siêu âm cũng vậy, anh xoay thì phải mô tả là cái bề mặt này, cái bề mặt là quạch dịch, cái bề mặt khớp toàn bộ đi từ bề mặt quạch dịch đến khớp. Ở đây chúng ta có một cái rách nhẹ ở phần của bề mặt khớp, em ta tả thì người ta mới nhận biết được. Đây là cấu trúc giải phẫu đây, chị thấy là quan sát lại được cái rãnh cơ nhị đầu hoặc là cái đầu trên trên tay hay là cái gân cơ nhị đầu đầu dài đó, từ phía dưới lên cái đỉnh cơ nhị đầu đi qua ngang cái đầu cơ chân tay quá và cái đầu chảo, cái gân nhị đầu. Rồi cái mặt cắt xa cánh tay thì trên cái siêu âm của chúng ta chỉ cắt dọc cái mặt ngang từ đầu cái mặt cẳng chán với lại mặt cắt ngang, còn cộng từ thì được 3 chiều chúng ta có được ôm đó. Thì ở đây chúng ta thấy được nguyên cái vai này, cái thả trước, đây là cái cơ dưới vai, tới cơ trên gai,
như vậy thì cái nguyên cái khoang này là khoang được xây, thì trong cái khoang được xây đó đi qua một cái gần đầu chế cái khắc kim loại sẽ nó sao nè, rồi các cái ram, các
đi cái tí này là giờ cái sầu đi ra từ cái sụn khớp đó. Chị thấy đây cũng từng mà hay là cũng từng biết năng ha, thì thông thường chị thấy cái sụn đó người ta sẽ cho một cái bản đồ mà như thế này. Thì tùy giống như là cái lớp lơ có thể để theo hướng nào thì bay mà thông thường thì ở đây là thấy cái màu xanh sụn nó tốt và cái màu đỏ nó liền cái sụn nó kém nhất rồi, thì ở đây thì dễ là để nó tổn thương như thế này nó không có cần cái phòng từ chức năng nữa. Và tôi nói giống như là ban đầu là nó có cái bị khối máu trước rồi đó, thì cái bằng đồ mạng này giúp cho chúng ta phân biệt được cái sụn dưới đây nó cay ha, ở đây dùng nó chúng ta biết được cái vị trí nào thì đó, cái sụn nó bị tổn thương nhiều nhất, giúp ích rất nhiều. Vì này là ghép sụn là ghép cái vị trí nào chính xác, sau khi ghép xong rồi người ta sẽ theo dõi lại cái bằng cũng được cái này là đánh giá là cái sụn nó sống hay không, nó có từ cái bằng đồ mạng từ màu đỏ biến đổi thành màu xanh, chứng tỏ cái cuộc ghép sụn đó nó thành công chứ không phải giống như cũng từng là trong rồi ủ cứ thấy cái lớp sụn nó dày lên thì nó ghép sụn tốt không phải ha. Đây là cái này các chị thấy này, cái bản đồ hàm để giá được sụn đầu dưới sụn đầu để điều trị bệnh nhân thì có quá tốt sớm vì đây có cái tổn thương xương dưới sụn ha, để xong rồi đây cái tổn thương cái sụn có cái này thì những cái vị trí này người ta ghép sụn vào đây sau thời gian khoảng 6 tháng làm đánh giá là có cái sụn sống hay không. Mình ở đây đào viên cũng có làm ép sụn khớp, cũng lấy nuôi tế bào gốc, cũng lấy mở ra nuôi tế bào gốc ghép sụn rồi xong dùng động từ để phẫu to xong rồi nó vậy thành đau thì cái điều đó nó không được thành cái tay mình. Các chị thấy đây là một cái trường hợp thai có kháng, thai có kháng thì cái này là một cái điểm lên thường những cái khớp kháng như thế này thì chụp nó không có cấm chỉ định nữa, nó là titan cũng nói rồi, nhưng mà khi chúng ta đánh giá bệnh nhân này mổ thành công hay không, sau mổ bệnh nhân còn đau quá tập một tí trị liệu tốt rồi trong quá trình mổ bệnh nhân cố gắng không đau đưa vào từng từ thì chúng ta thấy cái hành vi phát của lợi nó làm cho cái vùng cái đường nó không có độc chất mà nó bị đen cùi nên không đánh giá cái gì thì từ mới chế cái sụn mới em rồi xong rồi những cái sụn đó là giảm cái bị bắt ở đây chị thấy đấy là con cái nên là cần còn thấy hại thì đây chúng ta thấy rõ là cái chỗ này là những tạo ở đây nha, là xương không phải ở đây là thường xương xong ghép thường xương do đó bệnh nhân không có thể làm như là thường xương giảm cái bị phát của nó là 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 Aspinico, Aspinico là bụi sụn cũ lâu đời, từ mới bắt đầu bây giờ thì là cắt cái lúc nào chúng ta cái bụi sụn này cũng phải dày, 4 mm là mỏng nhất đó. Chúng ta thấy có bụi sụn rất là tốt cái này, rất tốt cái đó. Mà nếu cái bụi sụn mới cắt chỉ còn 1 mm, cắt cái đồ xuống 1 mm, và anh chị quan sát những cái tổn thương sụn này. Ở đây thấy rõ ràng, thấy rõ hơn, có cái đất thấy nha. Dưới đất thì chị thấy ở đây có đất là không thấy, chị thấy có tổn thương là có phù nghề đó, thấy được là nhiều cải tiến về cái quy chung các khớp cổ tay có những cái sụn nằm dây vùng cổ tay và những cái sụn khớp cổ tay nó nhỏ hơn, không có quy chung đặc biệt không thể cắt mẫu được thì chúng ta thấy cách nó cắt bốn ly nó qua không tiêu sụn nằm dây thấy được cái này mạnh chất giấy tiền cái cơ bản cái từ lớp lớp siêu âm
có quên không, thì mình dở những cái bức tranh mà nói đó, để xem lại thì mình sẽ nhớ được, dịch mạng chính xác các chi tiết.